Thưa quý vị và các bạn, chiều tối hôm qua 19 tháng 3 tại Bắc Xế, tỉnh Champasak, Lào, đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Bun Pi Mai năm 2024 đối với cán bộ và nhân dân tỉnh Champasak. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo đơn vị, sở, ngành của tỉnh Quảng Trị. Tiếp đoàn có đồng chí Vi Lê Phong Bút Đa Khăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Champasak. Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Tổng lãnh sự quán tại Việt Nam tại Bắc Xế. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng vui mừng khi đến thăm tỉnh Champasak, đồng thời trân trọng gửi đến Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Champasak những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh, mặc dù Quảng Trị và Champasak không có chung đường biên giới, nhưng trong những năm qua, quan hệ của hai tỉnh luôn được thúc đẩy bằng các hợp tác, hỗ trợ một cách chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều mặt. Đồng chí Lê Quang Tùng thông tin một số tình hình nổi bật mà Quảng Trị đạt được và định hướng thời gian tới. Mong muốn, trên cơ sở các nội dung ký kết tại văn bản thỏa thuận hợp tác vừa qua, hai tỉnh Champasak và Quảng Trị cần nỗ lực hơn nữa trong triển khai các hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đôi bên. Đặc biệt, tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh phối hợp với các địa phương biên giới của nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Champasak, nhằm đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chương trình, dự án liên quan đến việc tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, nhất là các mặt hàng khoáng sản có thế mạnh của Lào. Đồng chí Vi Lai Phong Bút Đa Khăm bày tỏ cảm kích khi được đón tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Quảng Trị sang thăm chúc Tết Bun Pi Mai 2024. Đồng chí Vi Lai Phong Bút Đa Khăm đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh trong suốt thời gian qua, nhất là sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị đối với tỉnh Champasak trong việc lập quy hoạch đô thị, thúc đẩy thông thương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Năm 2024 là năm du lịch của Lào, vì vậy địa phương mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của tỉnh Quảng Trị trong việc giới thiệu, quảng bá và thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh Champasak. Đặc biệt, dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai tới đây, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm quảng bá sản phẩm. Vì vậy, địa phương hy vọng tỉnh Quảng Trị sẽ đồng hành tham gia. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Lê Quang Tùng trao tặng 150 triệu đồng cho tỉnh Champasak.